Vân Tự Thạch. Một tác phẩm Xanh Lá Móng cũng rất là tuyệt vời, mới được đặt tên. Xem kỹ cái Xanh Lá Móng này nhé. Từng bác giao lưu được giao lưu yên sở nhỉ, yên sở giả 3 tỷ 7, bạn bắt được chữ 3 tỷ 7. Vâng, giả 3 tỷ đồng đường. Vâng, 3 tỷ dưới nhau. Ok, xong rồi đấy, nó giờ là còn có đây phải dương tiền cho tôi xem. Vâng, giờ tiền tài khoản à, tài khoản ra nào, anh xưng sang con quay con nào rồi. Cây này thì cái độ già của nó thì lên tới mức kinh điển rồi. Có những cây này mà chơi thì ngắm cả ngày không chán mắt. Và Xanh Lá Móng thì cũng chia sẻ rất nhiều tới quý vị các bạn rồi. Cái đặc điểm của nó là rất là lâu già, mà cho tới khi cây nó già khô như này, nhăn nhó méo mó như này thì tuổi đời nó rất là lâu. Cây này thì vừa rồi thì chủ nhân cũng chia sẻ thông tin là đã có người trả tới 3 tỷ rưỡi, và thậm chí người mua còn chia ngay tiền ra trong tài khoản, chủ cây chỉ cần gật đầu tinh tinh là xong. Xanh Lá Móng đã có người trả tới 3 tỷ rưỡi vẫn chưa xong. Cây xanh rất là tuyệt vời. Vậy các bạn xem tiếp nhé, một cây xanh dáng trực huyền đó. Tên tác phẩm là Cổ Huyền Sơn, chủ nhân là Phan Đích Tuấn, người Bằng. Một cây xanh chất liệu là xanh Nam Điền bám đá, và được tạo tác cũng rất là nghệ thuật. Dễ nắm chặt khối đá như này, và những hòn đá lựa chọn ký ở đây rất đẹp đấy. Cắm con đá đẹp như này để làm đối trọng cho cái thân huyền bên này, đường chuyển thân huyền nhé. Cái co lắc rất là 3D. Có những cái bông âm, bông dương tạo nên tổng tán cho cái thân huyền rất là đẹp, tự nhiên. Tổng tán xây dựng rất là tuyệt vời, quả phúc rất là hợp lý nhé. Và cây xanh này thì cũng được chủ nhân định giá lên tới tiền tỷ các bạn nhé. Một cây xanh trực huyền rất là đẹp. Cây mai tứ thủy trong những cuộc triển lãm ở ngoài Bắc trong những năm gần đây thì những cây có nguồn gốc từ miền Nam cũng có số lượng tương đối. Tán tổng thể làm hình nón rất là tự nhiên nhé. Đó. Tác phẩm tiếp theo là một cây xanh nhé, một cây xanh ba thân, có lẽ sang bên chỗ kia mới là chỗ chính của nó. Thank you.
cần để bóng này. Mỗi phong cách làm cây thì nó sẽ có những cái nét đẹp khác nhau. Một số cây xanh ba thân thì hai thân hai bên thì nó sẽ mở ra hơn, và quả phúc của hai thân hai bên thì nó sẽ rõ ràng hơn. Đối với cây này thì quả phúc nó cũng nhẹ nhàng, cũng không quá rõ ràng, để tạo thành thẩm thủy tán, nó âm tán, nó tự nhiên. Mỗi cách làm thì nó sẽ có những cái nét đẹp riêng. Thì cũng có những cây xanh ma thân mà người ta chỉ xây dựng một quả phúc thôi, một quả phúc ở thân chính thôi. Còn những cái thân hai bên thì người ta không xây dựng quả phúc. Đó. Cây này cũng có xây dựng quả phúc ở hai thân hai bên, nhưng quả phúc nó không rõ ràng, để xếp bóng và tạo thành tổng hợp tán tự nhiên. Đấy, quý vị các bạn xem tiếp một cây xanh năm thân nhé. Cái cây này thì có lẽ là xanh tán tầng phá. Một cây xanh năm thân cũng cực kỳ già, toàn thân như một cục đồng. Đấy, giả khô như này. Tổng thể rất đẹp nhé. Cây xanh năm thân, trong đó thì bốn thân xung quanh được chia đều vào bốn phía và cũng lộ rõ được mặt trời, thân chính rất là đẹp. Bên cạnh đây thì có một tác phẩm xanh rất là đồ sộ, trồng trong một cái bồn đá. Tác phẩm này đặt tên là Ngũ Đại Đồng Đường. Nét chữ thư pháp cũng rất đẹp. Một cái xanh dáng trực, có một cái cành nó hơi bay ra ngoài. Tổng thể tán thì âm tán tự nhiên. Cây xanh dáng trực này, nếu nhìn những cái cành của nó, vị trí cành của nó đấy, cái nét cây này, thì có thể nhận ra đây là một cây xanh tán thẳng phá. Rất nhiều những cây chất lượng thì các bạn xem tiếp nhé. Một tác phẩm xanh tiếp theo này, chất liệu thì cũng là xanh Nam Điền. Thông tin của chủ cây nhé. Cây này cũng là xanh ba thân. Những cái thân của nó mọc vị trí rất là đặc biệt các bạn nhé. Hai thân này thì có thể lộ rõ ở phía trước nhé, một thân đằng sau. Một cây xanh ba thân không đụng hàng với những cây xanh ba thân khác. Nhìn chỗ đây thì có những cái nét rất là khó nhé. Hai thân này thì lại lộ rõ phía trước này, một thân ở phía sau này.
Cho đến khi lên trên thì chi cảnh thì sắp xếp với nhau hài hòa, cũng rất là hợp lý và đẹp mắt. Bông tán được ép mỏng, quả phúc ở trên cũng được ép mỏng, rất là tuyệt vời. Hoa giấy này, tác phẩm hoa giấy rất là tuyệt vời nhé. Đường ở triển thân này. Cả cái phần lũa rất là đẹp nhé. Quý vị và các bạn vừa cùng với chương trình của kênh Cây Cảnh và Cuộc Sống tham quan triển lãm cây cảnh nghệ thuật Thạch Thất. Video xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn.